Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tổng dư nợ bất động sản của Việt Nam chiếm 8% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng. Theo VNREA, cấu trúc nguồn vốn cho bất động sản hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào hai nguồn chính là từ ngân hàng và vốn huy động từ người dân. Trong đó có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản là vốn vay ngân hàng và 65% tài sản đảm bảo vốn vay là bất động sản. Tính đến giữa quý 2 năm nay, dư nợ bất động sản đạt trên 415.400 tỷ đồng, tăng gần 33% so với đầu năm 2014 và tăng gần 6% so với đầu năm 2016. Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đã có sự hồi phục, tuy nhiên tiềm ẩn nguy cơ bong bóng khi dư nợ tín dụng từng phân khúc không có sự phân bổ hợp lý.